Này, mùi thơm quá vậy. Ta có gì ở đây nào? Được, món hời lớn rồi. Yeah, mình có đồ ăn rồi. Chắc để khi khác vậy. Mùi gì thế nhỉ? Ai mà trời đánh đánh miếng ăn vậy? Em dễ thương nhất, đừng sợ nha. Mang cậu ta vào nhà luôn đi. Bé mèo nghịch ngợm quá đi. Đưa cho em đi. Mình muốn lấy lại bé mèo, không thì mình gọi cảnh sát bắt cậu đó. Mình mê bé mèo của cậu rồi, mình muốn mua nó. Này, tôi có phải đồ vật đâu. Nhóc con không phải là đồ để bán. Nếu vậy, mình có một đề nghị khác cho cậu. Là cái gì? Cậu sẽ sống với mình. Gì hay vậy? Mình sẽ có thời gian với bé mèo. Để suy nghĩ cái đã. Chốt, mình là Jay. Mình là Summer. Nhà của cậu đẹp thật luôn á. Trước tiên có thể đi tắm rồi, Alfred. Để chải lông cho bé nha. Trời ơi, đều là lông mình thật á. Summer chưa bao giờ chải lông cho bé đúng không? Chưa từng. Hả? Nước đã quá đi. Được à, cuối cùng mình cũng chải tóc được rồi. Yay, tự do rồi. Để kiểm tra tay của bé nha. Không biết vì sao nhưng cứ làm đi. Vệ sinh tay, để thử xem nào. Không phải của mình nha. Tay cực sạch luôn. Giờ mình nghe được rõ hơn rồi. Kem dưỡng đệm chân thì sao ta? Chưa từng nghe bao giờ nhưng cũng được. Summer chăm sóc cho bé quá sức tệ đi. Cũng cần phải cắt móng nữa. Trời, giờ thì móng mình sẽ không làm ai bị thương nữa. Cái gì đây ta? Bé thấy thế nào? Em cứ như một con mèo hoàn toàn khác vậy. Chị trông cũng khác nè. Cũng y xì vậy. Đợi đã, không khác sao? Cái người cũ này làm hỏng hết mọi thứ rồi. Sẵn đang nói, chị phải mua cho bé vài bộ đồ mới. Dù sao chị cũng đâu phải Summer đâu. Nè Alfred. Không, đây là trường hợp khẩn cấp. Wow. Cậu có trực thăng luôn hả? Mình có hẳn 10 cái. Xin chào. Cậu ổn chứ? Mình cần quần áo cho cậu ấy và bé mèo của mình. Của mình mà. Không lâu nữa đâu. Hai người tới đúng chỗ rồi đó. Phòng thử đồ ở ngay đây. Chị biết đấy, màu sắc không hợp với em lắm. Không, thử cái khác tiếp đi. Mình sắp ngã mất. Cậu không biết đi giày cao gót đúng không? Xem mà học hỏi nè. Cậu phải bảo đảm.
Sách nằm yên trên đầu lúc mình đi bộ. Trời ơi, sao mà vài sách ư? Cái kế tiếp. Cái này hoàn hảo, cậu được đó. Mấy món mình chọn trông rất hợp với cậu nha. Mình vốn dĩ mặc cái này mà. Nhớ quay lại nha. Tạm biệt. Hiu, mua sắm thật mệt quá đi. Em không mệt, mình chơi đi. Cuộc chiến gối nào? Không, mình muốn nghỉ ngơi. Để cho mình yên đi. Chơi, chơi, chơi. Chơi, chơi, chơi. Được rồi, theo mình. Hai người sẽ có bạn cùng chơi. Chơi với bọn họ trong lúc tôi ngủ miếng nha. Chị là robot hả? Chị có tia laser không? Có chứ. Chấm đỏ, người không thoát khỏi ta đâu. Trời ơi, trông thật quá dạ. Chiến bằng gối nha. Ý hay đấy, hãy chơi thôi. Ha, trượt rồi. Giờ đến lượt tôi. Hay nha. Nhận lấy sớm mơ. À, chạy, chạy thôi. Thôi. Có chuyện gì vậy? Con robot của cậu phát điên kìa. Mình tiêu đời rồi. Không ai cứu được mình hết. Nhấn nút thích ngay đi. Để robot không tiếp cận được tụi mình nha. Làm ơn, hãy nhấn nút thích đi mà. Mau lên đi, tụi mình cần thêm nữa. Đó là lý do tại sao mình không có robot. Cậu có cái thứ gì đâu. Nè. Em đói quá. Nhất là sau chuyện nãy giờ. Chị đói đến độ ăn được cả con voi luôn. Em ăn được tận 2 con. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Khó nhai quá đi. Mình chỉ ăn hết luôn rồi, đồ tham lam. Khăn ăn có ngon miệng không? Chủ của bé mà, bé biết đấy. Ngon quá, cảm ơn. Tuyệt vời, cảm ơn nha. Alfred. Cảm ơn. Được. Chọn cái đi. Không phải cái này. Tụi mình có cái này ngoài đường rồi mà. Oh, cái này tuyệt đấy. Cứ nghĩ là không được đi chứ. Yêu, mình ra khỏi đây thôi, có rắc rối rồi. Mình sẽ dọn cho. Vậy thôi à, em buồn ngủ quá. Họa sĩ vẽ chưa xong mà. Xong, cả một tác phẩm nghệ thuật. Cái gì đây? Ra khỏi đây mau. Cuối cùng em cũng được ngủ rồi. Em ngủ ở đâu đây? Chị ngồi lên ghế rồi nè. Em đã mong được ngủ trên ghế. Đừng có lo. Alfred. Để lấy một cái đệm thoải mái. Cảm ơn chị. Bé có thể mài móng và chơi chỗ này. Để thêm đồ trang trí lên nào. Tuyệt cứu mèo. Chỗ này ấm quá đi.
giãn nha. Yes. Này, cậu đang mơ về tiền của mình đó. Đây nè. Cậu trộm hết mấy thứ này từ mình sao? Chà, coi chừng đó, Summer. Bọn họ là trộm. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Đây này, có phải của mình đâu, mình tính trả lại mà. Summer, chị chính là lý do mình bị đuổi đi đó. Jay, mình xin lỗi, em sẽ tha thứ cho chị chứ. Cầm lấy túi và đừng bao giờ bước chân vào đây nữa. Không. Không phải đã bảo đừng bao giờ quay lại rồi sao? Chuyện gì vậy nhỉ? Dừng lại. Thật tội nghiệp. Chào. Chị sẽ giúp em. Mình không nên ăn trong lúc căng thẳng thế này. Hơi thở yếu ớt. Cố lên nào. Uống ít nước đi nè. Sốc điện. Không dùng được rồi. Các cậu ơi, mình cần năng lượng. Hãy nhấn nút like để giúp mèo con nha. Sốc điện. Lại lần nữa. Nữa. Đây là đâu? Ráng thêm chút nữa nha. Mình sẽ thử phương án cuối. Quản gia. Chắc có tác dụng thôi. Ngon quá. Mình thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn các cậu nhiều nha. Mèo con đáng yêu ơi. Chị sẽ dành lại sự sống cho em. Chị nên đặt tên em là gì đây? Các cậu ơi, mình nên đặt tên gì cho mèo con nhỉ? Bình luận thử nha. Chị phải dạy em cách dùng hộp vệ sinh thôi. Không. Tại sao? Em ấy còn nhỏ mà. Cũng chưa đủ đâu. Vậy mới đúng ý mình. Ừ, ôi trời. Để rồi xem bé mèo của mình nè. Ngoại hình cũng cần phải tuốt tát lại đó. Em sẽ trông thật tuyệt vời. Chị ấy tính làm gì vậy nhỉ? Giờ em cứ biệt chiêu thôi. À, ngọt quá à. Tiếp đến tay nha. Kinh quá đi. Lau khô nào. Chị ấy xem mình như chiếc bánh burrito hay sao? Anh làm gì em ấy vậy hả? Lần sau mua cái khác đi nha. Tại tôi. Xong chưa dạ? Rồi. Thật không? Không. Chị bôi gì lên chân của mình vậy ta? Kem dưỡng ẩm giúp giữ ẩm cho chân của em đó. Ừ, tiếc là em không hiểu mình. Mèo mèo mèo. Chị ta thật kỳ lạ. Mình có thể nằm vầy cả ngày luôn. Yeah. Em đang phục hồi đó. Còn một việc nữa thôi. Cái gì vậy? Mình không thích đâu.
dễ thương quá à. Nhưng nhìn không thực tế chút nào. Được rồi, mình sẽ tự tìm ra cách vậy. Mình từng thấy Pony làm như thế này nhiều lần rồi. Mình còn làm đẹp hơn nữa cơ. Xuất sắc. Khởi đầu cuộc sống mới bằng tấm hình thôi nào. Chờ chút, gì vậy? Xem kìa, quá trời like luôn. Em đâu rồi? Jay, nhìn nè, cao quá đi. Đừng có nhúc nhích, làm chị hết hồn à. Em phải có chỗ để chơi. Wow, ngôi nhà đẹp quá. Và sắp được mát hơn nữa nè. Em có thích bồn tắm không? Yeah, thích quá đi mất. Còn nữa nè. Em có thể mài móng vuốt vào đây. Lên lầu đi. Em cần thư giãn đó. Em quá à. Chào Chi. Sao cậu la lên vậy hả? Ủa? Chị ồn ào quá đó. Đó, cậu làm em tỉnh rồi kìa. Cưng xỉu. Chuyện gì vậy chứ? Chắc là bé mèo muốn chơi. Để mình thử. Chúc may mắn. Nói chị biết em bị làm sao vậy? Em đến mèo rồi. Sao em không nói gì hết vậy hả? Mèo, mèo, mèo. Mèo con đói đó. Vậy à. Jay là người chủ tốt nhất quả đất. Thứ em muốn đó. Ôi là trời, thế này thì nhiều quá. Em ấy chưa ăn xong mà. Mèo con không biết khi nào nên dừng lại đâu. Bé có thể bị đau à? Tất nhiên rồi. Thế này sẽ dễ hấp thu hơn. Nhìn đi, bé mèo ổn hơn rồi đó. Cậu không ngốc như mình nghĩ ha. Gì cơ? Thôi bỏ đi, mình nghĩ cũng đủ rồi. Mèo con đâu mất rồi? Đang ăn mà. Ô không. Sao cậu không đóng cửa lại? Chỉ là vô tình thôi à. Mình phải về rồi. Pony. Mình phải tìm bé mèo thôi. Không biết đây là đâu nhỉ? Quá trời đồ thú vị luôn nè. Cậu nghĩ cậu là ai vậy chứ? Chỉ có mình mới được gây rối ở đây mà thôi. Cậu là ai? Cậu tính làm gì vậy? Chuyện gì thế này? Mèo của mình. Tội quá đi mất. Cậu ta thật đáng sợ. Thị trấn này chỉ có một cảnh sát trưởng thôi. Kevin, em đã làm loạn rồi à. Phải cho em vào chiếc lồng nhỏ nữa rồi. Đây chỉ là dàn dựng. Em vô tội. Có khách đến rồi. Mình là Andy. Mình giúp được gì nhỉ? Vui lắm hay sao vậy?
mình. Đợi mình một chút. Đồ chơi mới nè. Cưng dễ sợ. Ở yên đó. Cái gì vậy? Em đang dọa khách của anh đấy. Xin lỗi nha. Jay, mèo con không nên chơi với tay đâu. Ờ, cũng dễ thương mà. Đến khi bé mèo lớn lên thì sẽ bị đau cho mà coi. Ow. Đánh lạc hướng em ấy bằng thứ khác đi. Hoàn hảo. Cũng ra gì phết. Cậu đang làm gì vậy? Kiên nhẫn thêm chút đi, cậu sắp thấy rồi. Thứ đồ chơi đáng ghét. Vui chưa nè? Anh này dễ thương ha. Mình thấy em vui đó. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về mèo, vào trang của mình có thông tin chi tiết đấy. Bé mèo nào dễ thương nhất ta? Cậu nghe mình nói không đấy? Tất nhiên rồi, làm tốt lắm. Dọn đi nha. Còn đồ chơi thì sao? Mình chơi với đồ chơi mới của em nha. Yeah, chơi nào. Chị quên mất. Đồ chơi. Bình tĩnh, chị đã nghĩ ra cách rồi. Cái này có thể làm thành thứ gì đó. Đừng có khóc nữa nha. Xem đồ chơi này thử đi. Cũng ổn đó. Thật ra nó còn vui hơn cái cũ nữa cơ. Cuối cùng em cũng chịu rồi. Cô Jay, dọn dẹp chút không sao đâu. Vậy thì dọn đi. Tôi nhường niềm vui cho cô đấy. Hay tôi phải gọi mẹ cô đây? Đừng. Dọn thì dọn. Vấn đề là sao tôi có thể dọn cùng với bé mèo chứ? Chà, cảm ơn nhiều. Không thể bỏ qua chuyện này được. Mình phải tuốt tác bản thân lại thôi. Thế này mới đúng ý của mình nè. Jay, Jay, sao cậu hét toáng lên vậy? Cậu quên đồ chơi nè. Mình tự làm luôn rồi. Nhà xinh vậy. Cậu có thể quay mấy clip hay ho với mèo đấy. Không quay phim chụp hình nha. Tại sao? Mình sẽ làm em ấy trở nên nổi tiếng. Bé mèo không muốn quay video với cậu đâu. Khó khăn quá đấy. Mình cũng tự làm được thôi. Không công bằng. Đây là ý tưởng của mình mà. Gì vậy? Mình chịu. Họ đi đâu rồi? Còn lại mỗi mình thôi. Đây là đâu? Vô game nào. Game xây nhà cho thú. Người chiến thắng sẽ nhận được cúp và thoát ra được. Ai thua sẽ ở lại với tụi em. Gì nữa đây? Thật là kỳ lạ. Bộ đồ thật ngớ ngẩn. Nhưng mình thích. Andy, anh cũng thật đẹp. U là trời, em biến Jay thành zombie rồi. Ăn đi. À. Cứ như thế anh ấy không dám làm việc mất. Cũng đến lúc thay đổi cho anh ấy rồi. Đừng đừng đừng. Anh sợ lắm. Không lẽ mình lại chịu thua Jay sao? Lúc tức giận anh thật dễ thương. Phải vào việc thôi. Giờ em nên tránh xa anh ra và chuẩn bị thua cuộc đi. Thấy đẹp không? Ăn vặt không?
bắt lấy. Sẽ có một người chiến thắng. Có vẻ Andy đã vượt mặt rồi. Thật không công bằng. Đúng là ngốc mà. Sao thế? Ồ, mình phải làm lại nhà sao? Được thôi. Anh cũng sơn màu hồng đi. Anh không nghĩ vậy đâu. Ngầu chưa nào? Trông u ám quá đi. Anh cần thêm tình yêu. Anh chỉ cần chiếc cúp thôi. Em muốn ai cũng thắng cả. Anh nói là anh phải thắng bằng được. Còn em có thể kết bạn với bất cứ ai em muốn. Tốt thôi. Không được đâu. Hoàn hảo. Đèn sẽ làm mọi thứ lung linh hơn. Cướp vui đi khi còn có thể. Dù sao thì nhà anh cũng sẽ ngầu hơn nhà em thôi. Nếu không thì sao? Lúc đó thì anh sẽ lên kế hoạch B. Mình sẽ kiếm chỗ để ăn ở đây. Muốn xem chị làm giường không nào? Không quan tâm. Rồi, xem nè. Phải treo ảnh lên cái gì đó. Mong là Andy có đồ. Kinh quá đi. Ổn áp ha. Treo tấm này lên luôn. Chắc chắn rồi. Người mẫu chính mà. Việc còn lại là cố định chúng thôi. Đồ thua cuộc. Có thấy giày xích ở đây không? Em dẹp đi rồi. Gì chứ? Không có chi đâu. Không có chi. Lấy đỡ đi nè. Thật quá đáng. Thư giãn đi. Em sẽ cho anh rời khỏi đây một chút. Thật sao? Vâng, em muốn được đi dạo. Việc này mất nhiều thời gian quá rồi. Nhưng cậu đã làm được. Khuôn mặt của mình có thể làm mọi thứ trông đẹp hơn. Hoang tưởng. Em thông minh quá rồi đó nha. Em thích không nè? Đúng ý chị rồi. Trông chị mệt mỏi quá dạ. Nực cười quá đi, chị phấn khởi lắm. Phải làm cho xong mới được. Andy, em chán quá à. Andy. Thôi đi, đồ chơi này vui lắm nè. Em thích đuổi bắt chuột đúng không? Không tệ Andy. Không tệ chút nào. Em sẽ thương xót anh. Chỉ lần này thôi. Được phết đó nha. Mình phải chớp lấy cơ hội này. Anh muốn xem nó có chắc không? Su cà na thiệt chứ. Ít ra cũng vui mà. Chả hiểu là vui chỗ nào. Tại xui thôi. Em sắp xong rồi. Ôi không. Mình có ý tưởng đồ chơi hay rồi nè.
Mình sẽ cần dùng dây thừng này. Đừng giỡn cho đến khi chị xong nha. Xong. Thốn thật. Chị đã cố lắm rồi. Ôi trời, chừng này không đủ hoàn thiện căn nhà đâu. Tụi mình cũng nên ra ngoài thôi. Đi thôi nào. Trời ơi, dù sao mình cũng gần xong rồi. Ôi không, quên mất lý do mình ra ngoài rồi. Cảm ơn. Vô ích thôi. Tính ra mấy viên kẹo dễ thương đó chứ. Đừng phấn khích quá nha, dù sao của mình cũng đẹp hơn nhiều mà. Xong. Xong. Đẹp quá đi. Giống trại giam tội phạm quá. Hả? Mấy người là ai vậy? Đây là thú cưng của tôi. Đến lúc ra ngoài thôi. Nhưng em không nói ai là người chiến thắng. Bọn em để anh quyết định đó. Ở bên chị rất là vui. Trở lại rồi. Em cũng vậy. Cười mỏi cả hàm. Người đăng ký lại yêu mến anh nè. Em biết không Jay, chính những lựa chọn đã thể hiện được con người thật của tụi mình, vượt xa khả năng mà mình vốn có. Hả? Anh đang trích dẫn từ Harry Potter hay gì? Anh chưa từng đọc nó trước đây. Tụi mình có nên lấy nó cùng lúc không? Ừ.